nào đến bước cuối cùng nữa nào vệ sinh các thứ sao không mà em thấy khách nặng cái này để gì hết chẳng cảm các thứ đâu bằng bằng ăn núi tiêm ăn dưới hoa quả vậy hả bằng ơi đây đây dứa đây hoa quả chưa ép đâu dứa vừa rồi các thứ đâu bằng dạ các thứ đâu em để kia cam dứa ngay đây ok hơi được cần gì nữa ăn cúc này à là thứ N xem anh từng làm cốc này. kinh nghiệm rất nhiều. Thì đầu tiên cái hurricane này tôi chưa có bạn hiểu tên nó. Cái tên nó hurricane là tự trưng kiểu một cơn bão ấy. Thì ở một quán bar tên là quán bar Belarian. Thì ở quán bar này thì cái lượng tiêu thụ cái rượu rum rất là ít. Thì người chủ muốn tăng cái lượng bán rượu răm của mình lên ấy, thì đã trộn rượu răm trắng, răm đen cộng với cả hoa quả để đưa ra một cái ly cocktail mà nó dễ uống và người ta thi nhau ồ ạt đến để thưởng thức cái món cocktail này. Thì đấy ly cocktail tên là Hurricane luôn. Thì đó câu chuyện của ly cocktail này. Thì đầu tiên chúng ta sử dụng là 60 cam, 60 dứa đường này, đường ấy sẽ dùng khoảng 20 đường.